Chào mừng anh em đến với kênh Hưng Thịnh Nổi Đi Úc nha. Đầu tiên này bên em lại tiếp tục lên clip báo giá tiếp cho anh em hàng lội đi Úc. Đó thì em chỉ quay 1-2 video nữa em sẽ nghỉ Tết. Đó. Anh em nào mà cần hàng gì thì có thể liên hệ trực tiếp qua hoặc là kết bạn qua Zalo. Đó và nhắn hoặc là alo trực tiếp qua số điện thoại cho em. Đó thì cơ xích thì em cũng còn được mấy cây cho anh em mình. Cơ xích 50cc, còn cơ xích xăng này. Còn đây Umi. Đó, mấy con lớn anh em mình cũng hỏi nhiều. Còn hàng xả thì em vẫn đang thanh lý mấy con cưa đĩa này. Đó, nhám tăng. Với lại mấy con máy phay thiếu đồ vẫn đang để giá rẻ cho anh em mình. Đó, cưa kiếm pin thì vẫn còn Ryobi có than, em vẫn đang thanh lý là giá 500.000 một body. Đó. Còn bên này thì có máy mài hàng rút led và hàng có than. Hàng rút led em vẫn đang thanh lý mấy con xấu này. Anh em mua thiếu đồ em để rẻ cho anh em mình luôn. Đó, còn bên này thì cũng có một số con của AEG. Đó, AEG thì nó ít về hàng lắm. Hút bụi thì em cũng chỉ còn được 2-3 con thôi. Còn máy rửa xe giờ cũng 2.400 là hết rồi. Giờ còn một con rút led là con 2.100 này thôi. Đó, và Ryobi thì có con 1.800 này, full thùng cho anh em mình. Đó, anh em mình dạo này anh đặt mua máy rửa xe nhiều. Cuối năm mình dọn vệ sinh các thứ á, hồi lại mua hút bụi rửa xe anh em mua rất là nhiều. Số lượng bên em thì không còn nhiều đâu nha. Đó, sẽ tập trung quay mấy cái video cuối cùng cho anh em mình rồi đợi qua Tết em sẽ lại quay lại tiếp. Qua Tết thì sẽ có hàng mới về cho anh em mình. Bởi vì nó gần giáp Tết nó mới về hàng nên em sẽ không quay được video nữa. Lúc đấy thì cũng nghỉ rồi. Đó, anh em nào mà thấy hay thì mình nhớ bấm like và đăng ký kênh nhá. Nhớ đăng ký kênh để mình đón chờ những video mới nhất bên em. Đó, để vào ủng hộ bên em nhá. Rồi, còn anh chị em nào mà chốt hàng thì cứ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại và liên hệ qua Zalo và số điện thoại trực tiếp cho em nha. Rồi, trước tiên thì em sẽ quay bên này trước, đổ điện. Thì mấy con bơm chìm, đó, có Ryobi và Ojito đây. Đó, Ryobi này 750W. Con này bao nhiêu watt ta? À? 750W nha anh em. Con này bơm cao nhất được 8m và bơm được 15.000 lít trên 1 giờ. Con này em đang bán cho anh em giá là 950 nhá. Đó, 750W của Ojito 950. Con này bơm ao hồ các thứ là thoải mái luôn. Đó. Hai con Ojito đang có hai con 750W, giá là 950. Còn Ryobi thì con này 1000W nha anh em. Đó, con này 1000W này, hình thức trung bình khoảng độ 90-90% cho anh em mình. Đó, dây của nó rất là dài và cuốn quanh máy. Con này em đang bán cho anh em mình giá là 1.400.000. Đó, 1.400.000 con này nha. 1000W nó bơm cao nhất được 10.5m này, bơm thấp là được 7m. Bơm được 19.500 lít trên 1 giờ. Đó là tốc độ bơm của nó. Con này 1.400.000 bao ship nha anh em. Và con này là 750W đây, con Ryobi 750W. Đầy đủ phụ kiện. Đó, thì con này em đang bán cho anh em giá là 1.200.000, hàng đẹp cho anh em mình luôn. Đó, 1.200.000 bao ship hàng đẹp cho anh em mình nhá. Rồi, anh em nào lấy thì mình nhắn tin qua giúp em. Cưa xích thì đây, đó, mấy con cưa xích anh em hỏi mua em cực kỳ nhiều luôn. Mấy bữa trước thì còn mười mấy con, này chúng chỉ còn được 5-7 con cho anh em mình thôi. Đó, cưa xích Ryobi đời cũ thì có con này. Đời cũ 1900W này. Nha anh em, đã 2016 này. Con này em đang bán nam xích của nó thì cũng dài ngang với con đời mới là 40cm. Thì con này em đang bán cho anh em mình giá của nó là 1.300.000. Đó, 1.300.000 con này nhá. Còn con đời mới này em vẫn đang bán có bọc nam xích với lại máy đẹp. Sản xuất thì 2020-2021. Thì con này đang bán cho anh em mình giá là của nó là 1.500.000 một con, kèm bao ship cho anh em mình luôn. Đó, 1.500.000 một con nha anh em. Con đời cũ là 1.300.000. Đời cũ này nhiều lúc xài còn ngon hơn đời mới luôn anh em nhá. Còn Ojito thì em còn được hai con. Đó, công suất là 1800W. Đó, công suất 1800W nha anh em. Con Ojito này em đang bán cho anh em mình với giá là 1.200.000 kèm bao ship cho anh em mình luôn. Đó, nam xích dài 356mm, tức là khoảng 35cm nha anh em. Còn cưa xích xăng thì có hai con 50cc. Đó, hai con 50cc, nam xích dài được 50cm. Hình thức trung bình con này được độ 90% thôi. Đát thì một con 2021, một con 2020. Đó, nhưng mà nó ngang nhau anh em nhá. Con này thì không có vỏ để bọc cái nam xích đâu nha anh em.
em để cho anh em mình giá là 2.150.000. Đó, 2.150.000 một con nha anh em. Đó, anh em nào lấy thì mình nhắn tin qua giúp em. Rồi còn Homeline thì có 35cc. Đó, cơ xích Homeline 35cc này em đang bán cho anh em mình với giá là 1.650.000. Đó, còn đúng một con duy nhất là sản xuất năm 2021. Và một con 37cc này em đang bán là 1.800.000. Đó, 37cc này em đang bán cho anh em mình là 1.800.000 này, kèm bao ship cho anh em mình luôn này. Sản xuất cũng năm 2021 luôn. Đó, cơ xích xăng thì số lượng em có hạn. Cơ xích điện thì còn cho anh em mình 5-7 con nữa. Đó, anh em nào lấy thì mình nhắn tin qua giúp em nha. Và bên này ở đây thì có một con đục 17 ly này vẫn chưa anh em nào lấy thì em để cho anh em mình giá 1.600.000 bao ship, kèm một mũi đục cho anh em mình nhá. Đó, chuyên đục phá bê tông loại 17 ly. Đó, bữa trước anh em hỏi khá là nhiều. Nhưng mà hàng nó không có về, nó về ít lắm. Còn bào cuốn, đó, rồi qua bên này thì có bào cuốn của Ryobi, đầy đủ phụ kiện, đó, đát thì năm 2021 cho anh em mình. Đó, đầy đủ phụ kiện cho anh em mình luôn. Công suất là 1.500W nha anh em. Đó, 1.500W đây. Anh em nào muốn check thông số thì có thể chụp cái màn hình lại giúp em. Vòng tua là được 9.000 vòng trên min. Điện 220 hết nha anh em. Con này em đang bán cho anh em với giá là 6 triệu. Đó, 6 triệu kèm bao ship cho anh em mình luôn. Rồi còn rửa con máy phát điện thì cách âm thì em chỉ còn một con máy phát điện cách âm của Ryobi. Đó, 2.000W nha anh em. 2.000W. Đó, có hai ổ điện ra các thứ là đầy đủ hết này. Này sẽ tặng kèm cho mình hai cái dây điện để mình nối điện ra nhá. Còn phải anh em mình tự đấu đầu dây điện ra. Em chỉ tặng kèm dây điện mình về mình tự đấu thôi. Đó, con này em đang bán cho anh em với giá là 8 triệu 2. 8 triệu 2 cho anh em nào cần nhá. Qua đến nhám rung. Nhám rung thì đây, cho anh em mới xem mấy con máy xấu này. Đó, xem mấy con máy xấu này, nhám loại 2 đế này. 2 đế của Ojito là một đế chữ nhật với lại một đế tam giác. Đó, một đế chữ nhật với lại một đế tam giác cho anh em mình nhá. Đó, nhám rung, vừa dính loại chữ nhật này vừa dính vừa kẹp luôn. Của Ojito hàng có điều tốc luôn. Đó, hàng có điều tốc, công suất của nó là được 200W. Đó, con này em đang bán cho anh em với giá là 550.000 kèm bao ship cho anh em mình luôn. 550.000. Hàng hơi xấu một chút, em chưa vệ sinh được nên hơi xấu một chút nha anh em. Anh em nào lấy thì nhắn tin. Còn nhám rung của Su. Đó, nhám rung của Su thì là công suất là 135W. Hàng này full hộp nhưng mà cũng còn thế nào. Hình thức thì cũng không được đẹp hẳn. Đó. Cũng trung bình cho anh em mình thôi. Trên 90%. Vòng tua là của nó được 10.000 vòng anh em nhá. Con này không có điều tốc, em để cho anh em mình giá là 400.000 kèm bao ship. Nhám này là đến nhám kẹp nha. Đó, nhám kẹp nha anh em. 400.000. Và một con nhám rung cuối cùng là con nhám rung chữ nhật loại đế lớn này. Đó, loại đế lớn, nhám kẹp cho anh em mình nhá. Nhám kẹp. Công suất là 350W, vòng tua là 12.000 vòng. Hàng này cũng không có điều tốc. Đó, con này đế lớn thì em sẽ bán cho anh em mình giá là 500.000 nhá. Đế lớn nhá. Thì nó rung được nhanh hơn. Đó, em trả nhám các thứ nhanh hơn. Qua bên này thì có nhám tăng của Ojito có điều tốc, loại hết không điều tốc thì có đâu. Đó. Loại này có điều tốc của Ryobi với lại Ojito vẫn đang bán giá là ngang nhau, vẫn là 700.000 một con. Đó, đầy đủ phụ kiện. Công suất của con này là 850W. Đó, 850W nha anh em, vòng tua là được 300 đến 400 vòng, 400 m trên min. Đó, 300 đến 400 m trên min là tốc độ chạy của nó. Đó, có điều tốc 6 số này. Đầy đủ phụ kiện giống con Ryobi này. Ryobi cũng đầy đủ phụ kiện như thế này này. Và tặng kèm này, hàng này em đều tặng kèm cho anh em mình hai tờ giấy nhám để làm mẫu nhá. Đó, giá bán đều là 700.000 một con. Và một cái loại nhám tăng ô tô mà không có điều tốc ấy, em vẫn đang thanh lý giá là 450.000 một con nha anh em. Đó, nhám rung nhám tăng của Ojito không có điều tốc ấy thì là 450.000 một con, kèm bao ship, tặng kèm hai tờ giấy nhám cho anh em mình luôn. Đó, anh em nào lấy loại nào thì mình nhắn tin qua giúp em nhá. Ryobi thì cũng còn khá là nhiều, còn Ojito mà có điều tốc thì em cũng còn ít. Rồi, qua tiếp cho anh em mấy con cưa đĩa điện này thì em vẫn đang thanh lý Ojito là 900.000 một con, đầy đủ phụ kiện cho anh em mình. Đó, 900.000 cưa đĩa Ojito nhá, công suất là 1.300W. Đó, công suất 1.300W. Còn vòng tua là 4.800 vòng trên min. Lưỡi là 185 mini. Ryobi cũng thế nha anh em, Ryobi thì nó mạnh hơn chút. Đầy đủ đồ, đầy đủ cữ, đầy đủ lưỡi. Công suất của con này là 1.500W nha anh em. Đó, 1.500W.
vòng tua của nó là 5.500 vòng, nó mạnh hơn Ojito chút. Còn TUB em đang bán cho anh em mình là 1.100.000 kèm cả lưỡi đầy đủ lồ cho anh em mình. Rồi qua đến máy phay điện của TUB thì con này em đang bán thiếu đồ cho anh em mình với giá là 1.700.000, hàng có điều tốc ở hai bên đó, có điều tốc ở tay này đó, có hai tay cầm hai bên. Con này của nó được nó hai cốt nha anh em, nó được vừa cốt 6 ní 3 với 12 ní 7 đều được luôn. Có điều nó về nó thiếu đồ nên em mới bán rẻ cho anh em mình thôi. Nên con này mà đầy đủ đồ, đầy đủ cữ các thứ em bán từ 2.200.000 đó. Hàng này còn rất là mới luôn anh em nhá, còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Một con sản xuất năm 2020, một con sản xuất năm 2021, cực kỳ ít trời trước luôn. Mấy dòng này mới chỉ xài lướt thôi, có điều về nó rơi đồ các thứ ra nên không tìm được đó, nên bán thiếu đồ cho anh em mình nhá. 1.700.000 một con nha anh em. Rồi qua tiếp cắt rung đó, cắt rung của RYUB đây. Đấy, cắt rung RYUB thì hôm bữa cũng bán được hai con cho anh em rồi đó, giờ như chỉ còn một con thôi anh em nhá, một con cắt rung điện của RYUB nữa thôi. Có điều tốc 6 số và tặng kèm nó có đủ cho anh em mình hai lưỡi, là một lưỡi cắt bán nguyệt với lại một lưỡi cắt dọc nha. Một lưỡi cắt bán nguyệt với lại một lưỡi cắt dọc. Đó, con này em đang bán cho anh em mình với giá của nó là 850.000. Đó, 850.000 một con nha anh em. Anh em nào lấy thì mình nhắn tin qua giúp em. Rồi, qua tiết máy mỹ nghệ của RYUB. Đầy đủ phụ kiện cho anh em mình đây. Đó, đầy đủ cả dây lối các thứ là có hết cho anh em mình trong hộp này nha. Đó, con này em để cho anh em mình với giá là 1.100.000. Đó, hộp phụ kiện thì có 4 hộp phụ kiện nhưng mà không đầy đủ đồ theo máy đâu. Đó, nó chỉ có từng nào thì em bán như thế thôi. Còn gì là bán đó, còn mấy phụ kiện anh em nào mà muốn mua, muốn đầy đủ đồ thì mua bên ngoài, mũi này mũi thông rộng nên mình không lo. Đó, mua ở đâu cũng có thôi. Đó, 1.100.000 con này nha. Anh em nào lấy thì mình nhắn tin qua giúp em. Còn đúng một con cuối cùng thôi. À, qua đến máy mài điện thì có máy mài điện của Bosch, còn RYUB em hết sạch luôn rồi. Đó, máy mài điện của RYUB này hết sạch luôn. Về tới đâu RYUB Ojito là không có một con nào luôn nha anh em. Giờ còn mỗi Bosch này thôi. Bosch này cũng chỉ còn 1-2 con thôi. Đó, lưỡi của nó là 125 mini, công suất của này là 720W nha anh em. Con này sản xuất năm 2021 đây này, vòng tua là 11.000 vòng trên min. Đó, con này em đang bán cho anh em mình với giá là 1.000.000 kèm bao ship cho anh em mình luôn. Đó, 1.000.000 kèm bao ship có thùng như thế này cho anh em mình. Đó, anh em nào lấy thì nhắn tin qua cho em nha. Còn ở đây thì còn một con bắn đinh hơi. Đó, bắn đinh hơi đinh T. Đó, đinh T từ 2 đến 5 phân, xài hơi của RYUB luôn. Đó, có cái túi vải theo máy của nó này, mới new. Đó, con này gần như là chưa qua sử dụng cho anh em mình luôn. Đó, em đang bán cho anh em mình với giá là 700.000. Đó, bắn đinh T từ 2 đến 5 phân nha anh em. Đó, đinh T 700.000 cho anh em mình luôn. Còn mấy con bắn đinh khác thì hết rồi. Rồi qua đây tiếp là bắn đinh qua dài hơi nữa thì có con nhám chỉ này. Nhám chỉ xài hơi của RYUB nha anh em. Đó, thì nhám thì nó chỉ đi theo kèo một tờ như thế này thôi. Còn cái này em phải mua ngoài, bên em không có. Đó, đây cho anh em xem thông số thì con này vòng tua là 14.000 vòng trên min luôn. Sản xuất năm 2021. Đó, nhám chỉ của RYUB xài hơi này em đang bán cho anh em mình giá của nó là 650.000. Đó, 650.000 kèm bao ship cho anh em mình luôn. Và bên cạnh đó là một con khoan. Đó, con khoan xài hơi luôn. Có đảo chiều luôn anh em nhá. Đầu là đầu kẹp auto lock. Đó, đầu kẹp auto lock xem mấy ly ta. Con này đầu kẹp của nó bao nhiêu ta? 10 ly nha anh em. Đầu kẹp được 10 ly nha. Sản xuất năm 2020. Đó, con này thì em đang bán anh em mình với giá là 650.000 luôn. Đó, khoan xài hơi nha của RYUB nha anh em. Có hộp đàng hoàng luôn. Đó, có thêm một cái đầu nhớt của nó nữa. Đấy, anh em mình nào lấy thì mình nhắn tin qua cho em. Đảo chiều các thứ có hết. Qua tiếp cho anh em mình đến cưa kiếm điện của RYUB, giờ chỉ còn hình như là một con thôi anh em ạ. Đó, cưa kiếm điện của RYUB. Còn một hoặc là hai con. Công suất của nó là được 1.200W. Vòng tua thì từ 0 đến 3.000 vòng trên min. Đó, nó sản xuất năm 2021 luôn. Con này hình thức của nó thì nó hai bên cũng có trời xước một chút. Nhưng mà bảo hành cho anh em mình 3 tháng luôn. Đó, kèm tặng kèm cho anh em mình một lưỡi cắt gỗ nha anh em. Còn lưỡi cắt sắt thì em không có.
Đó, con này em đang bán cho anh em mình với giá là 1,1 triệu. Đó, 1,1 triệu con này thôi. Còn một hai con cuối cùng. Anh em nào lấy thì nhắn tin qua cho em nhá. Còn qua chút đồ pin này thì đây, còn hai con nhám với lại này thì bán luôn cho anh em này. Đó, nhám rung tròn của Ryobi đây. Hàng này có điều tốc 6 số, anh em hỏi em rất là nhiều luôn đấy. Đó, này dọn kho thì nó ra thêm được một con. Con này em để cho anh em mình giá 500 nghìn thôi nhá. Đó, nhám tròn của Ryobi 500 nghìn thôi nhá. Tặng kèm cho anh em mình một hai tờ giấy nhám để làm mẫu. Có túi bụi đầy đủ đồ như thế này luôn. Hàng này có điều tốc 6 số cho anh em mình. Công suất con này thì nó được 300W nha anh em. Đó, nhám tròn của Ryobi. Không dài dòng văn tự là còn mấy con là báo giá lốt cho anh em mình luôn. Anh em nào mà lấy thì mình nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại này. Còn này kết bạn qua Zalo. Còn ai không nhắn tin được thì mình liên hệ qua trực tiếp qua số điện thoại cho em tư vấn cho. Đó, bên này thì nó có một con phay 6.3 này, sạc điện của Ryobi luôn. Đó, cốt 6.3 sạc điện của Ryobi. Con này công suất là 400W nha anh em. Hàng này công tắc bật mở trên này nhá. Đó, on off này thôi. Nó không có điều tốc anh em nhá. Con này không có đầy đủ đồ. Em đang bán cho anh em mình giá con này là 800 nghìn anh em nhá. Thiếu đồ thì không có cữ nha. Con này cầm tay xài thủ công thôi. Đó, không cần cữ đâu. Cốt là 6.3 anh em nhá. Còn muốn đầy đủ cữ thì em phải đợi hàng về thôi. Nếu mà có em sẽ báo sau. Rồi, bán nốt mấy con này đi. Đó, mấy con này này trước đi cho nó gọn rồi em lên đổ pin luôn. Đó, có con cân mực á, cân mực của Lazetech. Loại tia đỏ anh em nhá. Cân mực Lazetech tia đỏ, đầy đủ phụ kiện. Đó, hàng này gần như là mới new. Đó, con này em đang bán anh em mình với giá là 2,5 triệu kèm bao ship cho anh em mình luôn. Đó, cân mực nha anh em. Và bên này thì em còn một con cho anh em mình là con phun nan đây. Đó, phun nan anh em bữa đặt hết sạch luôn rồi. Giờ chỉ còn đúng một con cuối cùng thôi. Đó. Mới soạn đầy đủ đồ thì em dám mang ra bán cho anh em mình đấy. Bữa thiếu đồ nên không dám mang bán. Còn đúng một con cho anh em mình nào lấy nhá. Giá là 900 nghìn nha anh em. Đó, bình phun nan. À, con này dung tích đựng của nó được 7,5 lít. Đó, 7,5 lít là cái bình chứa của nó nha anh em. Đó, pha thuốc các thứ này anh em mình phun về con này là quá ngon luôn. Đó. Rồi, qua tiếp cho anh em mình, em lên trước mấy đồ điện trước nha anh em. Còn đồ pin em sẽ lên cuối cùng. Đó, cắt góc thì có cắt góc của Ojito thôi, Ryobi hôm bữa anh em nào lấy đâu. Đó, hàng chiếu đồ thì thanh lý rất là rẻ, anh em mình lấy khá là nhanh. Đó, còn anh em nào mà cắt nhôm, cắt gỗ thì mình mua con này. Nưỡi đi theo kèm là nưỡi cắt gỗ nha anh em. Còn anh em nào mà muốn cắt nhôm thì mình mua cái nưỡi hợp kim, mua cái nưỡi cắt nhôm về anh em mình cắt nhá, bên này không có đâu. Đó, thiếu đồ này, nó không có cái kẹp, không có cái giữ gỗ với lại không có cái túi bụi của nó thôi. Đó, xài thì bình thường. Nghiêng mình cắt góc các thứ là nghiêng một bên. Cắt góc thì vẫn xoay hai bên bình thường, 45 độ là bình thường cho anh em mình. Đó. Con này em đang bán cho anh em mình với giá là 1,150,000 kèm bao ship cho anh em mình luôn. Đó, rất là rẻ luôn anh em nhá. Còn đúng một con thiếu đồ thôi anh em ạ. Cắt góc anh em mình hỏi rất là nhiều. 254 thì đợt tới chắc là cũng có về mấy con cho anh em mình đấy. Anh em nào muốn đặt thì mình liên hệ qua trực tiếp cho em. Em lưu lại, có này thì em sẽ báo trực tiếp trước. Rồi qua đến cơ trượt thì có Ojito. Lưỡi 254, đầy mới, nghiêng ngả hai bên. Nó là motor xéo nha anh em. Đó, vòng tua của nó là được 4.000 vòng trên min. Công suất là 2.100W. Đó, nghiêng ngả hai bên, lưỡi 254 này. Bàn trượt thì được từ 0 đến 34 nha anh em. Có đầy đủ cữ hai bên và kẹp gỗ cho anh em mình. Đó, túi bộ cũng bao đủ cho anh em mình luôn. Đó, giá bán của nó là 2,9 triệu kèm bao ship cho anh em mình nhá. Hình thức thì còn đẹp trên 90% cho anh em mình luôn. Đó, nghiêng ở hai bên. Qua Ryobi thì em còn một con 254 và một con 305. Đó, hai lưỡi cho anh em mình. Ryobi đầy đủ cữ, đầy đủ phụ kiện, đầy đủ túi bộ cho anh em mình. Công suất của nó là được 2.000W. Sản xuất thì năm 2021. Đó, vòng tua là được bao nhiêu ta? 5.500 vòng trên min nha anh em, rất là mạnh luôn. Đó, mạnh hơn Ojito rất là nhiều. Đó, con này em đang bán cho anh em mình với giá là 3,9 triệu bao ship. Có công tắc bật đèn laser các thứ ở đây hết, đầy đủ hết cho anh em mình nha. Sản xuất năm 2021 anh em mình biết rồi. Nó chỉ hơi bụi thôi chứ hình thức của nó còn đẹp tầm 95%. Đó, 3,9 triệu bao ship nha anh em.
và một con cơ trượt 305 này, cũng là công suất là 2000W anh em nhé. Cái đèo lưỡi nó to, motor nó lớn hơn. Motor thì gần như là ngang nhau, còn cái lưỡi này, quan trọng cái bản lưỡi của nó là lớn hơn thôi. Đó, lưỡi 305 nha anh em. Vòng tua cũng 5000 vòng luôn, ngang nhau, motor bằng nhau luôn. Đó, con này thì cũng đầy đủ phụ kiện như con 254, cũng là đời mới nghiêng hai bên. Con này em đang bán anh em mình giá là 5 triệu nha anh em. Đó, 5 triệu kèm bao ship nha. Còn qua đến máy phát điện thì có máy phát điện của Ryobi. Em có đúng một con 2500W này thôi. Đó, phát điện này anh em mình chắc cần cuối năm thì cũng không anh em nào lấy. Đó, em cứ quay cho anh em nào thích thì mình mua trước. Đó, còn qua cái đấy thì nó giá đắt hơn thì em cũng chưa biết. Đó, nó chưa tùy thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau anh em nhá. Con này hàng còn rất là mới luôn anh em nhá. Hàng này còn đẹp tầm 95% cho anh em mình. Đó, đầy đủ hai bánh xe này với lại cái tay tay kéo vào nó, xài rất tiện lợi luôn. 2500W và nó chạy liên tục cả ngày, nó ra được 2 ký. Đó, anh em nào lấy con này thì em đang bán cho anh em mình với giá là 6,5 triệu. Đó, 6,5 triệu là rẻ hơn rất là nhiều rồi. Đó, anh em nào lấy thì nhắn tin qua giúp em nha. Qua bên này thì có một con nâu thảm. Đó, con này là nâu thảm nha anh em, nâu thảm của VAX. Đó, nâu thảm. Con này em đang bán cho anh em mình với giá của nó là được 1,4 triệu. Đó, nâu thảm giá 1,4 triệu cho anh em nào lấy nhá. Có đúng một con thôi. Hôm bữa về nhưng mà chưa kịp Tết ấy. Chưa kịp Tết nên chưa bán được. Ngày Tết chạy ok rồi thì mang ra bán cho anh em mình thôi. Đó. Còn qua bên này đồ điện, mấy con đồ điện bên này cuối cùng thì có một con rửa xe của Ojito đây. Rửa xe Ojito 2200W. Con này là motor chạy than nha anh em. Đó, motor chạy than. Một cái ống, một cái đầu súng chỉnh tia. Đó, nó kèm một đầu súng chỉnh tia cho anh em mình. Bọt tuyết các thứ là hết đó luôn. Con này dây của nó đúng là dây rin, súng rin. Dây rin của nó khoảng độ 6m như con Ryobi thôi. Điện này xài điện 220. Con này nó mạnh gì, nó có được 2400 pit, nó khá là mạnh rồi. Đó, em đang bán con này cho anh em mình với giá của nó là 2 triệu kèm bao ship cho anh em mình luôn. Đó, 2 triệu con Ojito này nha anh em. Cuối năm rồi anh em mua máy rửa xe lại hút bụi rất là nhiều đấy. Còn qua bên này thì có rửa xe của Ryobi. Đó, 1800W full phụ kiện cho anh em mình luôn. Đó, đầy đủ là một cái đầu súng chỉnh tia thôi. Loại này là chỉ có một đầu súng chỉnh tia thôi nha anh em. Còn mà cái loại mà có đầy đủ 3 đầu súng, à đâu 2 đầu súng với lại một cái đầu bàn trà sân thì em hết hàng rồi. Đó, giờ thì còn một cái loại hàng hộp nhỏ hơn. Đầy đủ phụ kiện súng dây rin. Chưa đắp ráp anh em nhá. Cũng xài nước thôi. Con này em đang bán cho anh em mình giá là 1,650,000. Đó, 1,650,000 kèm bao ship cho anh em mình luôn nhá. Anh em nào xài gia đình thì hay mua mấy loại Ryobi này nhỉ. Còn anh em nào mà thích lớn hơn thì mình mua con Ryobi 2100W, 2750 pit. Đó, motor rootless không chổi than đây. Có đầy đủ cho anh em mình 4 cái đầu pet cho anh em nhá. Cái này là cái đầu pet bọt tuyết này, là một đầu xanh này. Còn 3 cái đầu là chỉnh tia từ 0 đến 45 độ cho anh em mình. Đó, dây rin của nó khoảng độ 6 đến 8m nha anh em. 6 đến 8m. Còn cái bình xà bông thì nó ở bên dưới. Đó, con này em đang bán cho anh em mình với giá là 3,7 triệu anh em nhá. Hàng mới thì nó tầm 4 triệu, trên 4 triệu một con. Còn mấy hàng này xấu, hàng cuối kho này em để cho anh em mình 3,7 triệu thôi. Đó, anh em nào lấy thì nhắn tin qua giúp em nha. Hút bụi thì còn Ojito, bình chứa 20 lít. Đó, bình chứa 20 lít đầy đủ phụ kiện thì nó gồm cho anh em mình được là 2 ống cứng này, 1 ống mềm. Đó, 2 ống cứng, 1 ống mềm này, 1 đầu hút góc, 1 đầu hút bàn trà và 1 đầu hút chổi. Đó, là full phụ kiện. Công suất là 1250W cho anh em nhá. Đó, 1250W. Giá là 1,5 triệu kèm bao ship cho anh em mình thôi. Đó, còn 2 con nữa. Còn qua Ryobi giờ chỉ còn con 60 lít thôi anh em ạ. Còn 2 với 30 lít em hết sạch luôn anh em nhá. Anh em mình đặt hút bụi nhiều quá. Rồi, đó, con này thì báo giá luôn cho anh em mình giá là 4 triệu. Đầy đủ phụ kiện, hàng đẹp. Còn hàng xấu hơn thì nếu mà xấu hơn thì em để cho anh em tầm 3,8 triệu. Đó, có 2 hình thức cho anh em mình lựa, 2 giá khác nhau. Đó, anh em nào lấy thì nhắn tin qua giúp em nha. Bình chứa 60 lít. Con này thì hút bụi công nghiệp đó, anh em nào mà có xưởng lớn các thứ thì mình đi mua thôi. Đó. Bởi vì nó khá là to. Còn là nó có xe đẩy, có 4 bánh. Anh em mình đẩy đi đâu hút đến đó thôi. Rồi, đồ điện thì cũng hết rồi. Thì em quay sang đồ pin cho anh em mình nhá. Đây thì có 2 con kích bình này. Kích bình của Cát thì giá là 3 triệu một con. Bao ship cho anh em mình luôn. Đó, nó đầy đủ chức năng anh em nhá. Có sạc điện thoại các thứ đây này.
Đó, có đèn này, đầu USB các thứ này, rất là ngon luôn anh em ha. Đó. Rồi, con này thì em đang bán cho anh em mình với giá là 3 triệu. Con này thì rẻ hơn. Đó, con này thì rẻ hơn, giá có 2 triệu thôi. Đó, giá có 2 triệu là có đầu để sạc pin các thứ là có hết rồi. Đèn các thứ là có hết luôn. Đó. Anh em nào lấy thì nhắn tin qua giúp em nha. Con này rất là nhẹ luôn. Xách tay đi rất là cực kỳ nhẹ luôn anh em nhá. Để cốp ô tô là quá hợp lý. Đó. Rồi, qua đến đồ pin thì hiện tại đang có một con nhám tăng. Đó, nhám tăng xài pin của Ryobi. Đó, hiện tại đang có như có hai con anh em nhá. Hai con là có đầy đủ cho anh em cả túi bụi nữa đấy. Sản xuất thì con này 2019 thôi. Nó xài pin là pin 18V của Ryobi nha anh em. Vòng tua của nó là được 250m trên 1 min. Đó, bản nhám là 76 x 457 mini. Đó, bản nhám là bản nhám bé nha anh em. Bản nhám nó bé hơn con loại xài điện đấy. Con này em đang bán cho anh em thân máy của nó ấy, chưa kèm pin sạc là 750.000. Đó, anh em nào mà chưa có pin sạc thì mình mua cho em cục pin adapter. Đó, cho nó rẻ anh em nhá. Mấy loại có than này mua pin adapter pin đóng thôi, pin sạc adapter 700.000 nữa. Còn pin tin thì em sẽ có đủ cho anh em mình từ pin 1.3A này. Đó, 1.5, 2 chấm này, 2.5 này, 4 chấm và 5 chấm cho anh em mình là pin đóng cả pin zin cũng có luôn. Đó, pin đóng thì như bên này là pin đóng đây này, em mới đóng lại này thì nó rẻ hơn. Rẻ hơn tầm 100 ngàn anh em nhá. Pin đóng này vẫn bảo hành đầy đủ cho anh em mình 2 đến 3 tháng. Đó, pin zin cũng bảo hành cho anh em mình đầy đủ hết từ 2 đến 3 tháng luôn anh em nhá. Rồi qua đến cưa kiếm thì nay lại thêm được cho anh em mình hai con cưa kiếm bụng bự đây. Đó, hai con cưa kiếm bụng bự đắt 2021 anh em nhá. Hàng này rất là mới, rất là đẹp luôn. Đó. Đây, như con này còn quá đẹp luôn anh em này. Gần như là mới new 100% luôn anh em ạ. Xài pin 18V của Ryobi. Đó, giá này thì em không bán tặng kèm lưỡi anh em nhá. Con này em đang để cho anh em mình với giá là 650. Nhưng mà không tặng kèm lưỡi. Hàng này rất là mới. Hai con đều sản xuất năm 2021 luôn. Đó, vòng tua là 2.900 vòng. Đó, còn cưa kiếm bụng nhỏ đây. Đó, cưa kiếm bụng nhỏ này thì em vẫn đang thanh lý là 500.000 một con, kèm bao ship cho anh em mình luôn. Và không tặng kèm lưỡi nha anh em. Đó, cưa kiếm bụng nhỏ đã 500.000 một con. Còn anh em nào mà thích hàng rút led thì mình mua Ryobi rút led đây. Đó, hàng rút led đây, con này thì sản xuất năm 2021 luôn đây này. Đó, vòng tua là 0 đến 3.200 vòng trên min. Mã là R18RS7. Đó. Thân máy này em đang để cho anh em mình với giá là 1 triệu 3 một thân. 1 triệu 3 một thân, hàng đẹp nha anh em nhá. Còn hôm mấy hôm trước thì có mấy con hàng xấu em đang thanh lý là 1 triệu 2 đấy. Nhưng mà đang hết hàng rồi. Đó, còn mấy con đẹp này thôi, sản xuất năm 2021 luôn này anh em nhá. Đó, 1 triệu 3 thân máy. Chưa kèm pin với sạc. Đó, pin thì em vừa báo cho anh em mình rồi, có từ pin 1.3A đến pin 5A cho anh em mình lựa nhá. Đó, còn sạc thì em có hai loại sạc là một sạc nhanh và một sạc thường. Đó, anh em nào lấy loại nào thì mình nhắn tin qua cho em. Mấy loại này là pin thông dụng nên nhiều khi em không báo được pin. Vậy đấy, nó sẽ tùy thuộc vào anh em nào mà xài pin lớn hay pin nhỏ, mà xài nhiều hay là xài ít á, thì em dễ tư vấn hơn. Đó, còn qua tiếp con này là con phun thuốc đây. Đó, hôm gần lúc chưa dịch ấy, lúc dịch đang căng anh em mình hỏi mua con này cực kỳ nhiều luôn. Mà lúc đấy hàng này chưa có về. Đó, hiện tại em đang có hai con. Đó, hiện tại em đang có hai con và em đang bán thân máy của nó là 2 triệu 6 đến 2 triệu 7 một con tùy theo hình thức cho anh em mình nhá. Bữa trước nó lên giá tới trên 3 triệu một con nhưng mà không có mà bán luôn. Đó, giờ nó xuống rồi chỉ còn 2 triệu 6, 2 triệu 7 một con thôi. Đó, mua về con này phun thuốc đa năng quá ngon luôn anh em nhá. Của Ryobi, thân máy là 2 triệu 6 đến 2 triệu 7 một thân. Chưa kèm pin với sạc, hàng đẹp thì là 2 triệu 7. Còn như con này là để cho anh em mình 2 triệu 6 này. Đó, anh em nào lấy thì nhắn tin qua giúp em nhá. Rồi, qua tiếp cho anh em mình là ở đâu ta, xem còn gì này. Đến bắn đinh này. Ở đây thì có mấy cục pin 36V đây này. Đó, có mấy cục pin 36V này đang thừa pin. Đó, đang thừa như là 3 cục thôi anh em nhá. Pin này pin 4A này. Cũng 4A luôn đây anh em nhá. 3 cục pin 4A, 2 cục đầy mới. Hai cục đầy mới và một cục đầy cũ. Đó. Ba cục đầy mới bên này, hai cục đầy mới, một cục đầy cũ cho anh em mình nhá. Nên là pin 36V. Anh em nào mà có máy thì mình mua pin về này. Mà cần thêm pin thì mình liên hệ qua cho em. Bữa trước thì không có pin là bán luôn anh em ạ.
Rồi, ở đây thì còn thêm cho anh em mình mấy con bắn đinh xài pin nữa. Đó, thì có bắn đinh F. Đó, bắn đinh F xài pin của Ryobi. Nó bắn đinh được từ 2 đến 5 phân nha anh em. Từ 2 đến 5 phân. Thân máy này em đang bán cho anh em mình với giá là 1,5 triệu. Đó, 1,5 triệu thân máy nha anh em, bắn đinh F. Anh em nào lấy thì mình nhắn tin qua giúp em nha. Nó có chỉnh độ sâu, độ lông ở đằng sau máy như thế này đây. Đó. Con này sản xuất năm 2021, mã là R18NL. Đó. 1,5 triệu thân máy nha anh em. Chưa kèm pin sạc. Ví dụ mà anh em có bắn liên tục thì mình mua pin lớn như này này. Pin 4, pin 5A là pin lớn, pin 10 cell. Còn không thích mua thì anh em mua pin nhỏ, sẽ pin trung bình này thôi. Pin tầm pin 2.5, 2 chấm với lại 1.5. Còn ít lắm thì các anh em nào mà xài cực kỳ ít mà gần như là để trưng bày không, anh em mua pin 1.3 thôi. Đó, nó sẽ rất là rẻ cho anh em mình. Rồi. Một con bắn đinh U xài pin. Đó, bắn đinh U xài pin. Đó, body này em để cho anh em mình giá là 700.000 nhá, bởi vì hình thức nó cũng không được đẹp nữa. Đó, là nó bị lướt chỗ này một chút rồi, để mai em test lại, nếu anh em nào lấy thì em sẽ test lại và em báo cho anh em mình sau nhá. Đó, 700.000 cái thân máy bắn đinh U. Qua tiếp cho anh em mình đồ pin, cưa kiếm đây. Đó, em còn hai con cưa kiếm mini. Đó, hai con cưa kiếm mini này em để cho anh em mình với giá là 950.000 một con. Đó, 950.000 một con cưa kiếm mini nha anh em. Hàng còn số lượng còn ít. Đó, đang cố bán thanh lý cho anh em hai cái video cuối cùng thôi. Và một con nhám rung xài pin của Ojito, nhám tròn đây. Đó, nhám rung tròn của Ryobi. Vòng tua là được 10.000 vòng anh em nhá. Pin là pin 18V này. Đó, bản nhám là 125 mini. Con này em để cho anh em mình với giá body là 500.000 anh em nhá. Alo, 400.000, nhầm đấy. 400.000 một body anh em ha. Còn đúng một con cuối cùng chứ đó. Và qua tiếp cho anh em máy mài và cắt rung. Đó, máy mài của Ryobi, máy mài hàng rút nét đây. Nếu mà đầy đủ đồ, đầy đủ phụ kiện em để cho anh em mình với giá là 1,4 triệu một con. Đó, 1,4 triệu một con là có chắn lưỡi tay cầm này, lưỡi đám mài này, với lại mở khóa lưỡi cho anh em mình nhá. Nhưng mà là hàng xấu rồi. Đó, hàng xấu rồi nha anh em, bảo hành 2 tháng. Còn anh em nào mà mua hàng thiếu đồ này, mua mỗi cái thân máy như này thôi này, không có tay cầm gì hết này. Đó, có nhưng mà lại có một cái cốt như này cho anh em để anh em mình giữ lưỡi nhá. Đó, thì con này em đang để cho anh em mình với giá là 1,3 triệu. Đó, 1,3 triệu một thân máy, hàng rút nét, hàng xấu, hàng xả anh em nhá. Đó, em đang còn 5-6 cây anh em nhá. Hàng rút nét cho anh em mình. Đó. Đấy, còn 5-6 cây cho anh em mình lựa này. Anh em nào lấy cây nào thì mình nhắn tin qua giúp em này. Còn máy mài có than thì đây. Đó, máy mài có than và cắt rung này. Máy mài có than nếu mà đầy đủ phụ kiện mà hàng đẹp. Đó, hàng đẹp như cây này em đang để cho anh em mình giá là 1 triệu. Còn như cây này là đắt thấp rồi. Đã 2017 này, để cho anh em mình giá là 900.000. Đó, máy mài có than thì nó giá của nó là 900.000, nhưng mà cốt cái lưỡi của nó là 115 mini anh em nhá. Đó, lưỡi là 115 mini. Thân máy là 900.000 là máy xấu. Đắt thấp, còn máy đẹp, máy không phải đẹp hẳn nhưng mà cũng trung bình. Trên 90% cho anh em mình. Đầy đủ phụ kiện. Đó, thì giá của nó là 1 triệu. Đó, em còn đầm độ 4-5 cây nữa. À, và còn cắt rung. Cắt rung thì mấy cái này em vẫn đang thanh lý này, hàng có điều tốc đây. Đó, nhưng mà có than. Vẫn đang thanh lý cho anh em mình với giá của nó là 550.000 kèm bao ship cho anh em mình, nhưng mà không có lưỡi. Đó, không có lưỡi nha anh em, 550.000 một body. Đó. Rồi. Qua tiếp cho anh em mình còn đây, hai cái rung này qua hết luôn đi. Khoan đi. Đó, sang khoan của Ryobi thì hàng có chổi than đây. Mấy cây này hình thức trung bình cho anh em mình này, thì em đang bán cho anh em mình giá là 1 triệu một cây. Đó, có búa này. Anh em mua về xài gia đình, mua gia đình thì gì sẽ mua mấy cây này cho em này. Có búa, chức năng búa để anh em mình khoan tường này. Chức năng vít này thì em mình để anh em mình bắn vít. Đó, vít sắt, vít gỗ đều được hết anh em nhá. Và một chức năng thứ ba là chức năng để anh em mình khoan gỗ. Đó, khoan gỗ, khoan nhựa này, anh bật sang chức năng này. Nó có hai cấp độ là cấp độ trượt, cấp độ để anh em mình vòng tua của nó đấy. Từ 500 đến 1.800 vòng nha anh em nhá, vòng tua của nó nhá. Đó, giá body là 1 triệu một body. Còn mấy cây mà hàng xả, hàng xấu em đang tranh lý hết rồi. Đó, như cây này để cho anh em mình giá là 900.000, hàng xấu hơn rồi.
Đó, mấy hàng này em đang nó bán sẽ tùy theo hình thức giá nha anh em. Càng xấu thì cái giá lại càng rẻ. Đó, còn hàng đẹp hơn thì nó phải giá cao hơn rồi. Hàng nội địa nó bán theo như thế anh em nhá. Còn hàng hai chức năng. Đó, hai chức năng có than thì cây này em đang bán cho anh em mình giá là 500.000. 500.000 một body hàng hai chức năng có than đây. Đó, đầu dài sản xuất 2018. Vòng tua là 1.600 vòng trên min. Đầu kèm auto lock là 13 mini hết anh em nhá. Rồi, ở đây thì em có mấy cục pin của Makita này, em đang bán cho anh em mình pin đóng nhá. Pin đóng này em bảo hành cho anh em mình 3 tháng này. Giá là 700.000 một cục nha anh em. Đó, pin Samsung này. Pin 10 cell. Đó. 5A nha anh em, vỏ nó thôi. Sạc pin pin này pin đóng 700.000 một cục. Rồi, qua tiếp cho anh em mình qua bên này thì có hàng, anh em lên trước khoan cho anh em mình trước nhá. Có Ryobi trước thì có còn 2 và 3 chức năng loại cổ đen. Đó. Loại cổ đen này thì hàng đẹp như này em đang để cho anh em mình với giá là 1.1 triệu một con. Đó, 1.1 triệu một body. Loại này thì nó không có cấp trượt nha anh em. Nhưng mà đổi lại thì nó có cấp ngắt nực, khi mà anh em mình khoan hoặc là bắn vít mạnh quá nó sẽ tự ngắt. Cấp độ ngắt nực là từ 1 đến 10 cấp độ anh em nhá. Và một chức năng là chức năng để cho mình khoan gỗ đây. Và khoan gỗ quan sát đây. Đầu kẹp auto lock 13 mini là bằng sắt. Đó, đầu auto lock bằng sắt nha. Con này thì chuyên cho anh em mình làm mộc. Đó, làm mộc thì mua cây này cho em. Không cần chức năng búa, mua cây này thôi. Đó, và một cây có búa thì anh em mình mua cây này. Hàng đẹp như này em đang bán cho anh em mình là 1.4 triệu. Đó, 1.4 triệu cây cổ đèn này nha anh em. Nó có thêm chức năng là chức năng búa đây. Đó, anh em mình khoan tường được. Đó, và một cái đầu vít nó đi theo kèm cho anh em mình đây này. Vít là một đầu là 4 cạnh, một đầu là 2 cạnh. Còn cái loại đời mới của Ryobi, loại cấp trượt thì em đang hết hàng rồi anh em nhá. Rồi, thì đây. Đó, sạc này, sạc này, sạc của nó đây này. Sạc nhanh của nó đây nhá. Đây thì em có một bộ vít của Mỹ. Đó, vít Mỹ. Vít Mỹ này gần như là mới 100% luôn. Nó kèm cho anh em mình là hai cục pin, là một cục pin 1.5A. Đó đâu, hai cục đều là 1.5A anh em nhá. Pin này pin Mỹ nhá. Và một cái sạc này sạc nhanh là sạc của Úc. Đó, sạc nhanh. Hai pin một sạc này em đang bán cho anh em mình với giá là 2.7 triệu. Đó, chuyên bắn vít của Ryobi. Không có điều tốc nha anh em. Nhưng mà động cơ rút nét. Đó, HP. Chạy khá là êm. Đó, 2.7 triệu bộ này cho anh em mình. Và có cái túi để anh em mình đựng luôn nha. Đó, có túi vại cho anh em mình đựng luôn. Rất là xịn sò luôn. Đó, còn qua anh em là mà thích chuyên vít của đội Úc thì em có hai con cho anh em mình, là một con xấu, một con đẹp đây. Đó, con đẹp thì nó có thêm một cái mũi vít cho anh em mình này. Hàng đẹp này em đang bán cho anh em mình với giá là 1.9 triệu. Sản xuất năm 2021. Đó, vòng tua là 3.000 vòng nha anh em. Có 4 cấp độ chỉnh lực dưới đế. Đó, anh em nào lấy thì nhắn tin qua cho em nhá. Rồi, và con này xấu hơn. Đó, hàng này xấu hơn thì em đang bán cho anh em mình với giá của nó là 1.4 triệu. Đó, đang thanh lý con này có 1.4 triệu thôi anh em ạ, quá rẻ luôn. Là chức năng thì vẫn giống mệt nhau. Đó, 4 cấp độ chỉnh lực, 1, 2, 3 và 1 cấp độ là auto. Auto là cấp độ nó mạnh dần lên. Đó. Hàng xấu này thì đang thanh lý 1.4 triệu một con này, em đang có 3 con. Đó, đang có 3 con thanh lý, con này xài quá bền luôn anh em nhá. Đi công trình con này thoải mái cho em luôn. Mà bắn vít tôn, bắn vít trước là bao ngon luôn anh em nhá. Rồi, anh em nào mà thích hàng mới, hàng xịn sò hơn thì anh ơi mua con Mỹ này. Đó, con xài hàng Mỹ HP, mới new 100%. Em còn một con cuối cùng, cũng có 4 cấp độ chỉnh lực nhá, 1, 2, 3 và 1 cấp độ auto. Có đèn các thứ đầy đủ hết. Đó, body này em đang bán cho anh em với giá là 2.2 triệu. Đó, 2.2 triệu một thân máy nha anh em. Rồi, ok, qua tiếp cho anh em mình hai con bu lông. Đó, hai con bu lông của Ryobi nè, hàng có than và hàng rút led. Bu lông xấu thì em đang bán hết rồi, hai có hai con hàng xấu đây em thanh lý anh em mình lấy luôn rồi. Đó, con này lực của nó là 400 newton, hàng có than, hàng này hàng nội địa Úc, sản xuất năm 2021, vòng tua là được 2.900 vòng trên min. Đó, có 3 cấp độ để anh em mình chỉnh lực, chỉnh cơ nhá, chỉnh cơ nhá. Đó, body này em đang bán cho anh em mình với giá là 1.9 triệu một cây. Em còn đúng một cây hàng đẹp như thế này thôi, còn hàng xấu cũng không còn luôn đâu anh em nhá. Giờ phải đợi hàng về thì mới có hàng tiếp. Đó, một cây cuối cùng, hàng có than.
con này mở ốc xe tay ga thoải mái cho em luôn. Đó, bao ngon. Rồi, và một cây bu lông Mỹ. Đó, một cây bu lông Mỹ hàng rút led, lực 800 Newton anh em nhá. Đó, lực 800 Newton. Vòng tua của nó là được đây, từ 2800 vòng anh em nhá đến 3200 vòng trên min. Đó. Cũng có 4 cấp độ chỉnh lực cho anh em mình luôn. Đó, đầu 1/2 nhá. Con này để cho anh em mình với giá của nó là 3,7 triệu thân máy. Chưa kèm pin với sạc nha anh em. Motor rút led nhá. Đó, chuẩn hàng rút led luôn. Mỹ mới new 100% luôn. Đó, có hộp giấy đàng hoàng luôn. Rồi thì qua tiếp cho anh em hai con vít có than này luôn đi. Nên trước Ryobi luôn. Đó, hai con vít có than là một con vít không có đèn. Nhưng mà máy đẹp thì em đang bán cho anh em mình là 1,1 triệu. Đó, 1,1 triệu, còn hàng xấu hơn thì nó trung bình giá của độ từ 1 triệu một cây. Là hàng xấu hơn anh em nhá. Đó, có hai giá cho anh em, một giá là 1 triệu và một giá là 1,1 triệu. Chưa kèm pin sạc. Còn con này vít có than loại có đèn này thì em đang còn đúng một con cuối cùng. Đó, để cho anh em mình bằng giá con này luôn thì giá là 1,1 triệu luôn nhá anh em. Rồi. Hàng Boss với Makita giờ chỉ còn cho anh em mình được cả 2-3 con thôi. Đó, bốt này thì còn một con đầu xíu đây. Đó, con bu lông loại thường em hết rồi. Đó, con bu lông đầu xếm này thì cái đầu này của nó là bắt vít vào nó hơi bị cứng một chút anh em nhá. Đó, anh em lắp vít vào thì nó hơi bị cứng một chút. Con này thì anh em mình vừa bắn vít vừa bu lông được luôn. Đó, nên rất là tiện lợi. Mã là GDX18V gạch ngang 200. Đó, vòng tua là 3.000 vòng, 3.400 vòng trên min. Sản xuất tại Malaysia. Đó, năm sản xuất là năm 2020. Có móc treo. Đó, con này để cho anh em mình với giá của nó là 2 triệu một thân máy. Em có đúng một con duy nhất thôi. Pin thì em có từ pin 4, pin 4A này, 5A và pin 6A. Đó, và sạc rin theo máy của nó. Anh em nào lấy loại nào thì mình nhắn tin qua để em tư vấn cho anh em nhé. Còn mua thân máy không là 2 triệu. Rồi. Còn Makita thì em có hai, vẫn còn là hai con vít. Một con vít DTD 154 đời mới, 4 cấp độ chỉnh lực. Đó, 4 cấp độ chỉnh lực và giá của nó là 2 triệu 2 thân máy, hàng rút nét. Vòng tua là từ bao nhiêu ta? 1.000 đến 2.100 vòng này. Còn nhanh nhất là 3.600 anh em nhá. Rồi, thân máy là 2 triệu 2 và rút nét. Còn con này cũng rút nét nhưng mà loại là DT153, nó không có chỉnh lực. Đó, con này thì chỉ có 1 triệu 6 thôi. Đó, 1 triệu 6 một cây thôi. Pin thì có pin 3 này, pin 4 và pin 5. Kèm theo sạc rin cho anh em mình nhá. Đó, cuối cùng là mấy con AEG và Ojito. Trước tiên thì nên vít trước cho anh em mình. Em có hai cây vít, là một cây vít có than. Đó, vít có than này em đang bán cho anh em mình với giá là 1 triệu 2 một cây. Hàng có than. À, con này vòng tua của nó là được 0 đến 3.100 vòng. Ở đâu 2.400 anh em ạ. Đó, 0 đến 2.400 vòng trên min. Đó, thương hiệu của Đức anh em nhá. Của AEG này thì thân máy này để cho anh em mình là 1 triệu 2 này. Đó, chưa kèm pin với sạc nha anh em. Pin thì em đang có pin 4 này, pin 5 và pin 6A cho anh em mình lựa. Sạc thì sạc rin. Đó, còn pin nhỏ hơn thì em không có anh em nhá. À, rút nét thì em có con AEG này không có chỉnh lực. Đó, con này em đang bán cho anh em mình giá là 1 triệu 7. Con này thì em bao anh em mình đi công trình luôn. Đó, bao đi công trình sạc cực kỳ bền luôn anh em nhá. Không bị cạ rô. Đó, rất là khỏe luôn. Đó. Con này đi bắn tôn thì bắn thoải mái cho anh em luôn, bắn liên tục cả ngày luôn anh em nhá. Rồi, ở đây thì có hai con khoan, là một con khoan đây, con này rất là mới luôn, khoan 3 chức năng đời mới, sản xuất năm 2020. Con này hiện tại em đang còn 2 đến 3 con nhưng mà con này hàng đẹp nhá. Hàng này đẹp, hàng mới. Đầu auto lock 13 mini này. Con này đẩy cho anh em mình giá là 1 triệu 9. Đó, 1 triệu 9 hàng còn rất là mới luôn anh em nhá. Còn mấy con kia thì nó chảy sức nhiều hơn. Thì em để cho anh em mình với giá là 1 triệu 8. Đó, chưa kèm pin sạc. 3 chức năng có cấp trượt đầy đủ hết. Khoan tường, khoan sắt, khoan gỗ, bắn vít. Đó, bao ngon luôn. Còn anh em nào mà thích dòng Fusion của AEG thì em mới lấy thêm cho anh em được một con. Đó, có 24 cấp trượt đây. Từ 2 đến 24 này. Đầu auto lock bằng sắt 13 mini. Dòng Fusion này thì bao mạnh luôn. Bao khỏe anh em nhá. Đó, chức năng búa luôn này. Rất là mạnh luôn anh em nhá.
Anh em nào lấy con này thì để cho anh em mình với giá của nó là 1,9 triệu. Đó, 1,9 triệu thân máy chưa kèm pin sạc nha anh em. Đó, dòng Fusion ở đời cao nhất của AEG rồi. Mà nó mạnh nhất rồi, khoan mạnh nhất rồi đấy. À, gần như là mạnh nhất trong các loại khoan luôn anh em ạ. Đời cao cấp nhất rồi đó, anh em nha. Rồi, anh em nào lấy con này thì mình nhắn tin qua giúp em nha. 1,9 triệu thân máy. Đó, bên cạnh này thì có một con máy cắt máy mài 230 đây. Máy cắt máy mài 230 đầy đủ đồ. Con này nó phải xài được 2 pin. Đó, nó phải xài 2 pin của AEG anh em nhá. 2 pin 18V. Sản xuất thì năm 2018. Đó. 18V này. Đó, con này body em để cho anh em mình với giá là 1,6 triệu. Con này motor rút nét đúng không ta? Đúng không? Đó, hàng rút nét này. Tay cầm thì xoay được 180 độ, hàng rút nét luôn anh em nhá. Đó, còn rất là đẹp đây. Lưỡi 230 rất là mới luôn. Đó, quá ngon anh em ha. Rồi, cuối cùng là mấy con Ojito thì em có con khoan hai chức năng có than này là 500 nghìn một body. Đó, xài gia đình thôi, nó cái này chỉ khoan gỗ với lại khoan nhựa thôi anh em ạ. Bên lại bắn vít gỗ bắn vít nhựa thôi. À, vì con nó yếu. Lực của con này có 40 Newton thôi. Đó, của con này là ba chức năng có than này thì cũng yếu này. Đó, hàng này cũng chỉ xài nhỏ dài gia đình thôi. Thì con này để cho anh em mình với giá là 800 nghìn một body. Đó, hàng có than nó có thêm chức năng búa. Đó, nó khoan nó mạnh hơn. Đó. Qua bên này thì có vít thì có hai con là một con vít là vít rút nét này em đang thanh lý này, hàng này đời cũ này em thanh lý cho anh em mình là 1,2 triệu. Đó, 1,2 triệu nhưng mà xài rất là ngon nhá. Lực là 180 Newton nó có ghi trên đây. Sản xuất năm 2017. Đó. À, rút nét nha anh em. Ojito có móc treo luôn. Giá là 1,2 triệu. À, còn loại có than thì em vẫn đang mấy con này là đời mới này. Vít này có than đời mới này là 800 nghìn. Và một con vít đời cũ. Đó, hai con nhìn màu khác nhau luôn anh em nhá. Đời cũ này thì giá là 700 nghìn. Rồi. Đó, bù lông rút nét thì em đang còn được cho anh em tầm hai con nữa. Đó, lực của con này được 215 Newton. Đó, nó chỉ mở ốc nhỏ thôi. Đó, con này thì em đang bán cho anh em mình giá là 1,3 triệu một body. À, rút nét nha anh em. Đó, 1,3 triệu một body. Đầu là đầu 1/2. Lực là lực 215 Newton. Đó. Còn khoan và hai con khoan cuối cùng là hai con khoan rút nét luôn. Một con ba chức năng. Hàng còn tương đối là đẹp. Đầu auto lock 13 mini, có móc treo. Đó. Vòng tua là được 1.500 vòng trên min. Ôi tô mấy con rút nét này xài cực kỳ bền luôn anh em nhá. Đó, con này có búa này, khoan tường được luôn này. Bắn vít với lại khoan gỗ, khoan sắt. Đó, giá là 1,3 triệu thân máy. Đó, chưa kèm pin sạc nha anh em. Ojito thì em có pin từ pin 1.5 này, 2 chấm này, 3 chấm và 4 chấm anh em nhá. Pin 5 chấm này em không có. Sạc thì có 3 loại sạc, sạc adapter này. Sạc adapter là 100 nghìn. Sạc thường 300 và sạc nhanh là 400 nghìn anh em nhá. Một con khoan hai chức năng thì con này em đang bán là 1,2 triệu. 1,2 triệu thân máy cho anh em mình nào cần nhá. Đó. Cũng là auto lock 13 mini. Con này thì anh em nào làm mộc thì mua. Đó, không cần khoan chức năng búa thì mua con này để làm mộc các thứ là quá ngon luôn. Khoan sắt, khoan gỗ này, bắn vít quá ngon. Đó. Rồi. Tất cả hàng, gần như là hết hàng bên em quay hết hàng cho anh em mình rồi. Đó, để video này là video gần như cuối cùng của trước khi nghỉ Tết. Đó, em sẽ quay thêm một cái video tổng kho cho anh em mình luôn, là còn tất cả những món gì là em sẽ bán lốt cho anh em mình trong video tiếp theo. Đó, anh em nào mà thấy hay thì anh em mình đăng ký kênh để mình ủng hộ bên em và đón chờ những video mới bên em nha. Đó, cảm ơn tất cả anh em đã luôn ủng hộ. Đó. Rồi, đó, xem trước qua cho anh em mình lượt nữa. Bữa sau sẽ dọn kho tổng cho anh em mình luôn, là quay một cái video cuối cùng này trước khi em nghỉ Tết. Đó. Đây. Cứ kiếm thì xài pin thì em cũng còn mấy con này vẫn đang xả cho anh em mình này. Có than đấy, còn khá là nhiều. Đó. Cưa đĩa nữa. Đó, cưa đĩa có than thì có lưỡi 150 đến lưỡi 185 mini cho anh em mình luôn. Đó, anh em nào cần số lượng thì em vẫn có, vẫn đáp ứng được cho anh em mình nhá. Đó. Nhớ ủng hộ em bằng cách bấm like và đăng ký kênh nha mọi người. Đó. Đón chờ những video mới nhất bên em. Cảm ơn tất cả anh em đồng hộ nhá.
hẹn mình ở video tiếp theo. Đó, bye bye.